Nhận định Tottenham với Man United. 18h30 phút ngày 25 tháng 7, ICC 2019. Khi tâm lý sợ hãi trước quỷ đỏ đã không còn, khi sự ổn định trong lối chơi là rõ ràng hơn, Tottenham đủ sức gieo sầu cho thầy trò Solskjaer trận này. Cập nhật thông tin tỷ lệ kèo, đội hình ra sân của hai đội, thông tin lịch sử đối đầu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn. MU đang thu lại được rất nhiều tín hiệu tích cực trong loạt trận giao hữu mùa hè. Họ đã đánh bại Burnley 2-0, hạ Leeds 4-0 và mới nhất là chiến thắng 1-0 trước Inter. Như vậy, qua 3 trận thì quỷ đỏ ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Không chỉ kết quả, mà MU còn có nhiều điểm cộng khác, đó là sự hòa nhập nhanh của những tân binh. Wan-Bissaka đã chơi cực hay những trận gần đây khi cho thấy khả năng lên công về thủ toàn diện. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ khác được trao cơ hội cũng sớm để lại dấu ấn như Greenwood và trong. Greenwood đã liên tục ghi bàn. Những chỉ số về thể lực của quỷ đỏ cũng được cải thiện nhiều so với giờ này năm ngoái. Thống kê từ Telegraph chỉ ra cường độ hoạt động của MU trong hè này đã tăng 50% so với 2 tuần đầu tiên trong chuyến tập huấn hè năm ngoái, khi còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Chưa hết, độ phủ mặt sân của MU cũng tăng 10% so với đợt du đấu hè 2018. Một MU khỏe mạnh hơn, sung mãn hơn đang thu lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, hãy nhớ là giao hữu vẫn chỉ là giao hữu, và hãy chú ý là ba đối thủ mà MU vừa thắng đều bị đánh giá là dưới tầm. Burnley với Leeds đương nhiên là không cùng đẳng cấp, Inter là đội bóng có tên tuổi hơn, nhưng thực ra Nerazzurri cũng chỉ mới đang trong những ngày đầu dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Antonio Conte. Những gì mà Inter thể hiện trên đất Singapore trong cuộc đối đầu với MU cũng cho thấy còn lâu Nerazzurri mới hiểu được cách vận hành trong sơ đồ ba trung vệ sở trường của Conte. Tóm lại, MU vẫn chưa thực sự gặp một đối thủ đủ mạnh để có thể đánh giá được sức mạnh hay sự tiến bộ của họ. Trong hoàn cảnh đó, đối đầu với Tottenham tối nay sẽ là bài test đủ độ khó dành cho quỷ đỏ. Spurs đã vào chung kết Champions League mùa trước, đó là minh chứng cho sức mạnh và đẳng cấp của đại diện thành London. Tottenham không tập trung sớm như MU, tuần trước họ mới đá trận đầu tiên trong hè này, gặp Juventus. Tuy nhiên, đó là 90 phút mà Spurs để lại ấn tượng rất lớn. Trong cả hiệp một thì Tottenham đã tạo ra sức ép cực lớn về phía khung thành Didier Buffon. Họ cũng dẫn trước nhà đương kim vô địch Serie A, rồi bị Juve ghi liền hai bàn trong hiệp 2, nhưng vẫn biết cách ngược dòng giành chiến thắng 3-2 nhờ pha làm bàn đẳng cấp của Harry Kane cuối trận. Nên nhớ, đó là một Juventus sử dụng đội hình rất mạnh với Ronaldo chơi 60 phút đầu. Bởi vậy, chiến thắng của Tottenham trước người khổng lồ của Italia hẳn phải ấn tượng hơn nhiều so với 3 trận thắng của MU từ đầu hè. Những lần đối đầu gần đây giữa MU và Tottenham cũng thường chứng kiến sự lấn lướt của Spurs so với quỷ đỏ. Cỗ máy của Pochettino đang ngày càng ổn định và họ đủ sức khiến MU nhận thất bại đầu tiên trong hè.